Cô ở Đà Nẵng mà mùa hè là nó nóng dữ lắm không cô? Nóng lắm, nóng 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 kinh, nóng sợ. Sợ cái nóng của Đà Nẵng. Hồi tới cô có về quê cùng về quê cô ăn Tết phải không? Không, hè mình. Hè hả? Tại vì Tết nó giống như mình đi ra đi vô nó đông người quá. Con người với lại có mấy ngày à, hè về Dạ. cả tháng được. À. Tết về có mấy ngày để cho thằng cu nó đi học á. Dạ. Giờ dạy anh like rồi cho nên đi đâu cũng sướng cũng được, không bị trói chân. Đi đâu chỉ cần xách cái máy theo là được rồi. Hồi trước đó là đi phải có người dạy thế. Cô ở Úc trong đó mà cô quen được chồng ngoài này luôn. Ảnh vô trỏng Vô trỏng làm hả cô hả? ảnh vô Sài Gòn á, ảnh vô Sài Gòn làm mới biết cái chứ. Trời ơi, đâu có bao giờ mà nghĩ mà về miền Trung. Ai cũng nam tiếng hết trơn á, ai cũng nam tiếng á, tự nhiên mà đi ngược lại. À, lần đầu luôn, cứ nghe miền Trung là nó kinh lắm, là lũ lụt đó, là bão Dạ. lũ lụt đó, Sợ sợ. Rồi bị dụ, ha. bị nói là hả, ở đâu bão bão chứ Đà Nẵng không có bão. Bị dụ nói vậy đó. Vì ở ngoài Đà Nẵng thì bão nhưng mà nó không lớn, nhưng mà ở mấy cái miền trong kia là nó lớn. Miền trong nào? Dạ, giống như là ở Huế rồi trong Ra quê. ngoài, ra ngoài chứ. Đi người đi vô Sài Gòn gọi là đi vô. Còn càng ra Dạ ta. Dạ ta. gọi là đi ra. Dạ đi ra là nó mỗi lần bão đó cô thấy không trời. Đó, cho nên nó dân trong miền Nam mà thấy thấy kêu gọi mỗi năm cứ ủng hộ lũ lụt miền Trung đó. Cho nên là sợ gần chết. Về năm đầu tiên là đó bắt đầu bão. Bắt đầu bão thế người ta chạy đi sắm sửa hả? Người ta sắm sửa ba cái đồ về để người ta chống bão hả? Trời ơi, gần như Tết. Đi mua bao đồ về đựng cát đựng đồ á. Mẹ làm rần rần mua dây mua đồ để chằng chằng nhà chằng cửa rồi. Mình thấy lạ dễ sợ luôn. Cái nhà cô cái cửa toilet hổng đóng lại á, cái gió vô nó giật ra bể cái cửa kính, mà làm cái năm đó là cái năm, hình như cái năm đó là cái năm mà ở Philippines loang tàn luôn, cái bão Philippines loang tàn luôn. Cái cô cứ nghe gió bão rít 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 á, cô xôn xao xôn xao, nghe trong toilet nó làm một cái rầm, cô chạy lú vô đưa cái mặt vô cô coi coi cái vụ gì. Ông chồng ổng két ra ổng nói à, bà muốn nát cái mặt hay gì mà đi đi lú đầu xuống. Đã đánh là bể cái cửa kính đó. Kêu bằng nó hả quăng miễn đầy hết trơn luôn mà còn lú đầu vô ngó nữa. Lần đầu thấy bão mà
Rồi mỗi lần cứ dự báo thời tiết nghe bão 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 chuẩn bị bão 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 thấy chi mà ở cái chỗ chi mà khổ lúc nào cũng hồi hộp Mà giờ là Đà Nẵng là có tiền mới sống được đó cô nè, có tiền là sống xứng. cho nên nó là em kiếm mớ tiền đó được rồi về Đà Nẵng sống đi. Chưa Chưa chị bao nhiêu đủ à. em mới có 38 tuổi, cô biểu em retire sớm Chứ quá. chứ còn đối với con người ta không biết bao nhiêu là đủ hết trơn. Muốn nghỉ nghỉ à bây giờ Không có. á, tự do tài chính sớm đó mẹ chứ không phải đợi tới 60 65 tuổi như ngày xưa. Bây giờ là À. hả nó 30 40 tuổi là nó đã lo tự do tài chính, nó đi hưởng thụ đi du lịch rồi. Nhưng mà mình là đang vô vòng xoáy. Xếp chân luyện thở. Mời ngồi xếp chân luyện thở. Gác chân phải lên đùi trái. Gác tiếp chân trái lên đùi phải nếu mà được chân hoa sen. Còn không ngồi được chân hoa sen thì cứ ngồi nửa hoa sen chân trên chân dưới. Rồi mở mông ra cho mông ngồi. Xương ngồi mình chạm với sàn vững vàng. Rút rốn vào thắt lưng. Thắt lưng trả ra trở về trung tính. Từ xương cột cho tới xương đỉnh đầu là một đường thẳng. Nâng vai lên và xoay vai ra sau, buông lỏng vai xuống. Mắt nhẹ nhàng khép lại. Buông bỏ mọi lo lắng buồn phiền mệt mỏi ra bên ngoài. Thả lỏng toàn bộ khuôn mặt. Thả lỏng hai cánh tay. Thả lỏng hai chân. Toàn thân thả lỏng. Tập trung tâm trí vào hơi thở. Kiểm soát hơi thở để cảm nhận hơi ra hơi vào. Hít sâu vào thả lỏng bụng mình. Thở ra từ từ rút rốn vào cột sống thở ra. Hít mũi thở mũi không thở miệng. Thả lỏng trán như nào. Thả lỏng chân mày. Thả lỏng mi mắt, thả lỏng cơ mặt, môi mỉm cười, mặt tươi cười lên không căng thẳng, tập trung toàn bộ suy nghĩ vào hơi thở, kiểm soát hơi thở, gọi là hít thở có ý thức, khi hít vào thả lỏng bụng, cơ đẩy xuống bụng phình lên, thăng tràn hai bên lá phổi. Thở ra rút rốn vào, rút rốn vào, rút rốn vào, cơ hoành đẩy lên. Thở ra phổi xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Hít sâu vào thả lỏng bụng. Ngồi thẳng lưng vuông dài đỉnh đầu lên. Không ngồi cong lưng cụp vai về trước. Hít sâu thả lỏng bụng phình. Thở ra thấp bụng lại. Thở ra, thở ra, thở ra. Hít sâu vào thả lỏng bụng phình. Thở ra thấp bụng lại. Thở ra, thở ra, thở ra. Tập cho hơi thở ra dài gấp đôi hơi hít vào. Hít sâu. Thở chậm chậm. Hít sâu. Thở ra. Trước buổi tập mình khởi động hơi thở. Kích hoạt hơi thở. Để làm nóng cơ thể. Làm nóng nội tạng.
Thế sau thở ra giúp cho các mạch máu được giãn nở dễ dàng. Khi tập đưa khí huyết đi đến những nơi xa tim nhất một cách dễ dàng hơn để đạt hiệu quả tối đa cho buổi tập. Thế sau thở ra và giúp cho chúng ta tĩnh tâm hơn, tập trung hơn. Tập yoga mình phải kết hợp hơi thở vào di chuyển của cơ thể, kết hợp tâm trí vào thân tâm và khí, kết hợp lại với nhau, hòa quyện và vào nhau để đạt hiệu quả cao cho buổi tập. Dành thời gian cho bản thân 1 tiếng đồng hồ, buông bỏ mọi lo toan phiền muộn ra bên ngoài, tận hưởng thời gian này, cảm nhận sâu vào cơ thể. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Không kiểm soát được tâm trí mình thì cô hô đứng đâu, trong tâm mình nhẩm lại đến đó. Cứ nhẩm lại, hít sâu vào bụng mình, thở ra bụng xẹt, bụng xẹt, bụng xẹt, bụng xẹt xuống, nhập tâm vào lời hô. Hít sâu vào, kiểm soát cơ thể mình đi theo lời hô. Thở ra, rất tốt nào. Gương mặt thả lỏng và tươi cười lên suốt buổi tập, phải tận hưởng nó. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn hai tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Hạ xuống, thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Lần nữa hít sâu, vươn tay lên giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Cúi xuống, nút rốn xuống cơ bụng. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng cổ về trước, hít sâu. Ngửa ra sau, thở ra căng cuốn họng. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng phải, thở ra căng cổ bên trái. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng trái, thở ra căng cổ bên phải. Trở về giữa, hít sâu. Xoay nhìn phải, thở ra liếc hết qua phải. Trở về giữa, hít sâu. Xoay trái, thở ra liếc hết qua trái. Trở về giữa, hít sâu. Cúi xuống thao bụng, thở. Xoay bên phải lên trước, hít vào. Xoay chậm chậm, tròn đều các hướng cổ. Xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập cho mắt linh hoạt. Xoay đổi chiều.
Mời tập tay. Hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đưa qua đan chặt, kéo vào hít, đẩy ra thở. Trở về, kéo vào đẩy lên. Trở về, kéo vào đẩy thẳng tay lên. Là xuống. Trở về, đổi tay, kéo vào đẩy ra. Trở về, kéo vào đẩy lên. Trở về, kéo vào đẩy thẳng tay. Là xuống. Trở về, thả lỏng tay. Dùng lực tay đặt cạnh đầu gối, rút rốn siết cơ bụng nâng mông lên. Hạ xuống, hai, lên. Xuống, ba, lên. Xuống, bốn, lên. Xuống, năm, lên. Siết bụng lên, năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống, tháo chân ra, thả lỏng tay chân. Xếp đổi chân. Tay phải đưa ra xa tay trái, nắm tay phải kéo căng úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu. Xoay phải, thở ra, bám chặt tay vào, mở vai xoay. Trở về, hít sâu, ngồi thẳng lưng lên. Xoay thở ra, thẳng lưng, mở vai, ưỡn ngực tới. Trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về sau, xoay thở ra, xoay trên. Trở về sau, xoay thở ra, xoay tới đà. Thở bụng, thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Mời đổi bên. Kéo căng tay trái úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng hít sâu. Xoay trái thở ra. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, bám chặt tay vào xoay. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm. Trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa. Hớp bụng, thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Hai tay đan sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, ngửa cổ hít sâu vào. Trường dài người cúi xuống, bật tay ca lên, thớt bụng thở ra. Ngẩng cổ nâng người lên hít sâu. Trường tới cúi xuống, hớt bụng thở ra. Nâng lên hít sâu. Trường tới cúi xuống, hốt bụng thở ra. Nâng lên hít sâu. Trường tới hốt bụng thở ra, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, hốt bụng thở hết hơi ra. Từ từ nâng người lên hít sâu. Thở lỏng tay, thở ra. Hai tay dang ngang, mở căng lồng ngực ra, hít sâu vào. Cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn, nút rốn, siết cơ bụng thở ra. Hít sâu, mở vai tay, để căng lồng ngực. Thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn, siết bụng thở.
Đấy sao thở ra rút rốn xiết bụng thở. Đấy sao mở rộng tay ra giữ lại năm bốn ba hai một thở ra cong lưng ra sau rút rốn xiết bụng thở ra năm bốn ba hai một hít sâu vào tay dang ngang nghiêng người qua phải đặt tay phải lên gối trái nghiêng người hóp bụng thở ra nâng lên hít sâu vào nghiêng người qua trái thở ra đấy sau thở ra đấy sau thở ra đấy sau thở ra bám chặt tay nghiêng ông xoay mặt nhìn lên trần nhà giữ lại năm hít thở đều bốn ba hai một nâng lên hít sâu nghiêng người qua trái thở ra xiết bụng thở ra năm bốn ba hai một nâng lên hít sâu vào hạ tay xuống tháo chân ra thở ra thả lỏng tay chân lấy dây kháng lực tập mông em là lỗi dây vậy nè. Cô dây này phải không cô? À đúng rồi, trong giờ kéo lên hai đùi rồi chống quỳ lên tay chân là bổn gốc vuông. À, cong lưng lên trụ lại trụ tay chân lại kiểm soát lại em tay chân bốn gốc vuông cong lưng lên rút rốn xiết vào bụng thở ra hít sâu vào chân lưng xuống rướn cổ lên thở ra cong lưng lên rút rốn xiết vào bụng thở ra hít sâu chân lưng rướn cổ thở ra cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở mắt nhìn rốn để sau vào chung lưng rốn cổ cảm nhận sau thở ra cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở xanh để sau chung lưng rốn cổ giữ lại năm bốn ba hai một thở ra cong lưng lên rút rốn xiết bụng thở ra năm bốn ba hai một hít vào duỗi thẳng chân phải nè chống mũi chân xuống rút rốn lên xiết cơ bụng lại thở hít vào đẩy người về phía trước đẩy người tới chắc cơ bụng lại. À, thở ra đẩy ra phía sau đẩy người ra phía sau em cột sống nằm trên đường thẳng và rút rốn lên chắc cơ bụng xiết sau lên không võng thắt lưng. À, thẳng một đường đó đẩy tới đẩy lui gì cũng là bụng mình chắc lên và cột sống thắt lưng em thẳng lên cột sống thắt lưng em hay bị trùng á cho nên bị thoái hóa cột sống thắt lưng hít vào đẩy tới đó bắt đầu trùng thắt lưng kìa bắt đầu quằn cái thắt lưng rút rốn chống thẳng tay lên chống thẳng tay rút rốn xiết cơ bụng lên thở ra đẩy lui ra phía sau căng gót chân chống cái mũi chân xuống căng cái gót chân không chống mũi chân đẩy cái gót ra phía sau chống chắc cái mũi chân lại rồi em lui ra phía sau là đẩy cái gót căng ra phía sau rồi trường lên hít sâu vào thở ra rút rốn xiết cơ bụng lại thở ra hít sâu đẩy tới thẳng người đẩy tới thở ra rút rốn xiết bụng thở
Thế sao để tới giữ lại chắc cơ bụng lại 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra đẩy ra sao xích cơ bụng lại. Thở ra 5, 4, 3, 2, 1. Bây giờ nè, tay chân trụ lại đi. Vai ngay ở trên cổ tay đi. Vai ngay trên cổ tay. Rút rốn xích cơ bụng, nâng chân phải lên. Rút rốn xích cơ bụng, duỗi thẳng mũi chân ra. À, em kéo dây xích lên đi. Kéo hai cái dây xích lên, đùi xích lên. Nè, nhìn cô trước nè, thấy không? Nè, nhìn cô nè. Đó, người thẳng nè. Nâng chân lên cũng thẳng với thân mình. Rút rốn, siết chắc cơ bụng lên. Rồi, chống tay chân giờ. Trụ chắc lại. Đùi trái góc vuông đi. Đùi trái góc vuông. Di chuyển đầu gối trái xích lên. Xích lên xí đi. Đúng rồi. Rồi, trụ chắc tay chân lại. Hít sâu vào. Nâng chân phải lên, xích cơ bụng thở ra, hồng 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 hồng, thẳng người lên, thẳng hai khuỷu tay lên, thẳng lưng lên luôn, thẳng hai khuỷu tay, thẳng lưng, xích cơ bụng hồng, không đẩy mông qua bên trái, không đẩy mông qua, người thẳng tưng cho cô, hạ chân xuống, hít sâu, hai lên, thở ra, xích bụng nâng chân, hít sâu, rút rốn lên nữa, ba lên, thở ra, người thẳng lên luôn, hít sâu, bốn lên, thở ra, hít sâu, năm lên, rút rốn xích cơ bụng thở ra, năm bốn, thẳng tay lên, ba hai một, hít vào, kéo gối về. Đó, tay phải thở ra, kéo gối chậm, tay phải thở, hít sâu, duỗi ra phía sau, thẳng người, thẳng với thân, thở ra, kéo gối chậm, tay xích cơ bụng thở, hít sâu, ba, thở ra, rút rốn xích cơ bụng lại, thở, hít sâu, duỗi ra thẳng người. Đó, thở ra lần nữa nào, hít sâu, duỗi căng ra, rút rốn xích cơ bụng thở ra, giữ năm bốn, khuỷu tay đầu gối chạm khuỷu tay, ba đầu gối chạm khuỷu tay, hai một, hít sâu vào, duỗi ra sau, duỗi chân trở ra, hạ chân xuống, cong lưng lên, rút rốn xích cơ bụng lại, thở ra, cuộn sau cổ và mắt nhìn rốn. Hít sâu vào, duỗi thẳng chân trái ra, chống mũi chân chắc chắn xuống dưới sàn, đẩy người tới, hít vào, thở ra, đẩy người ra sau, căng gót ra sau, căng cái gót, đẩy căng ra, hít sâu, đẩy người tới, thở ra, đẩy căng ra sau, siết bụng thở, hít sâu, thở ra, rút rốn siết cơ bụng thở, đẩy ra phía sau, đẩy ra phía sau, đẩy lùi ra sau, hít sâu, thở ra, căng ra gót ra phía sau, lần nữa, hít sâu, tới giữ năm bốn ba hai một, thở ra, căng gót ra sau, rút rốn siết bụng thở, năm bốn ba hai một, trở về giữa đi nào, rút rốn lên, chống thẳng tay, đầu gối phải gót vuông, đầu gối phải gót vuông, chỉnh sửa lại, hít vào, nâng chân trái lên, rút rốn xiết cơ bụng lên, thẳng với thân mình, thở ra, rút rốn xiết bụng, chân dây nâng chân trở xuống, hít vào, hai lên, xiết cơ bụng thở ra, không võng thắt lưng, không nâng cao chân, chân vừa thẳng hàng với người thôi, xuống, hít sâu, ba lên, thở ra, xiết bụng lên, hít sâu, thẳng chân nữa, chắp chân nữa, bốn lên, thở ra, xiết cơ bụng lại, nâng lên, nâng lên, hít sâu, chấm mũi chân xuống, chấm mũi chân thẳng gối, chấm mũi chân xuống, thẳng gối ra, chấm mũi chân xuống, năm lên, xiết cơ bụng lên, thở ra, giữ năm bốn ba hai một, hít vào, kéo gối chạm tay trái, thở ra, hít sâu, duỗi ra sau, thẳng với thân, hai thở ra, rút rốn chắc cơ bụng lại, chạm khuỷu tay, hít sâu, ba thở ra, siết bụng thở ra, chạm khuỷu tay, hít sâu, duỗi căng ra,
bốn thở ra đấy sau duỗi ra năm thở ra xích cái bụng lại giữ năm bốn ba hai một hạ xuống trong lưng lên rút bốn xích cơ bụng thở ra luôn mông về mũi chân chạm nhau mở đầu gối ra duỗi thẳng hai tay về trước phía sau vào trường người lên uốn cong lưng trường lên duỗi mũi chân ép sát chân xuống lôi mông về chằng dây căng mông thở ra mũi chân chạm nhau đầu gối mở ra bụng lọc giữa hai đùi trường lên hít sâu vào thở ra lôi mông về xiết cơ bụng lại thở ra ấy sao trường người lên xoài vai ưỡn ngực cuốn cong lưng lôi mông về hóp bụng thở ra ấy sao trường người lên lôi về hóp bụng thở ra rút rốn xiết cơ bụng lại căng tròn mông ra sau lần nữa hết sau vào trường người lên xoay vai ưỡn ngực uốn cong lưng chùng tay xuống rồi đẩy người lên xí đi uốn cong lưng đi uốn cong lưng giữa siết chặt mông đùi bụng giữ thắt lưng lại hít thở đều lôi về hóp bụng thở ra rút rốn xiết cơ bụng thở ra cuộn người ngồi lên quỳ lên luôn hai chân mở rộng bằng với cái hông rút rốn xiết cơ bụng lại hai tay nè quỳ lên hai tay mình ra sau nè ấy sau vào đẩy mông ra sau căng tay xiết cơ bụng thở ra nè rút rốn lên chắp cơ bụng lại vươn căng tay lên hít sau vào tay ra sau thở ra xiết bụng lại lươi mông ra sau thở hít sau vào ba thở ra chắp lại hít sau lên bốn thở ra hít sau lên năm thở ra hít sau sáu thở ra xiết bụng lại thở hít sau bảy thở ra hít sau lên tám thở ra hít sau lên chín thở ra hít sâu lên mười xích bụng thở ra lên hít sâu mười xích bụng thở ra hít sâu lên chín thở ra hít sâu lên tám thở ra hít sâu lên bảy thở ra ấy sau lên sáu thở ra ấy sau lên năm thở ra ấy sau lên bốn thở ra ấy sau lên ba thở ra ấy sau lên hai thở ra ấy sau lên đã xếp cơ bụng lại thở ra nè giữ lại em giữ lại nhịp xuống 10 9 8 rút rốt 6 5 4 3 2 1 hít vào lên 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 rồi hai tay nắm lại bước chân phải lên góc vuông bước chân phải lên góc vuông
Bước tới chân trái lên xếp bụng thở ra. Nhấn gót, nhấn mông xuống, ép mông xuống. Rồi bước chân phải ra sau, hít vào. Chân trái ra sau, thở ra. Hai, hít vào, chân phải lên. Chân trái lên, thở ra. Hít vào, chân phải ra sau. Chân trái ra sau, thở ra. Ba, hít vào, chân phải lên. Chân trái lên, thở ra. Hít vào, chân phải ra sau. Chân trái ra sau, thở ra. Bốn, hít vào, phải, trái, thở ra. Hít vào, phải, trái, thở ra. Năm, hít vào, phải, trái, thở ra. Hít vào, phải, trái, thở ra. Giờ đổi chân. Trái lên, hít vào, lót vùng. Phải lên, xiết bụng, thở ra. Trái ra sau, đừng khom lưng, thẳng lưng lên. Phải thở ra. Trái lên, hít vào. Phải lên, thở ra. Tấm gối ép hông xuống hút rốt. Ở trái ra sau, hít vào. Phải ra sau, thở ra. Ba, trái lên, hít vào. Phải lên, thở ra, xiết bụng lại. Hít vào, trái ra sau. Phải ra sau, thở ra. Hai, trái lên, hít vào. Phải lên, thở ra. Ép hông xuống liền. Hít vào, trái ra sau, phải ra sau, thở ra. Lần nữa trái lên, hít vào, phải lên, thở ra, rút rốt xếp bụng lại. À, chân trái ra sau, hít vào, phải ra sau, thở ra. Rồi, bước chân trái lên, chân phải lên, ép hông xuống, xếp bụng thở ra, nhịp số 10, 9, 8, thẳng lưng lên, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ngồi xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp tục, hai chân cò, hai chân chống ra sau, mỗi bàn tay hướng vào người, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng hông lên và tách chân ra đi nào, siết bụng thở, tách đầu gối ra, tách ra. À, hạ xuống, hít vào, khép gối lại, hạ xuống. Hai lên, xiết bụng thở ra, tách đầu gối ra. Xuống, hít vào. Ba lên, xiết cơ bụng lại, xiết mông đùi bụng thở ra, tách căng ra, căng ra. Xuống, hít vào. Bốn lên, thở ra, tách mông đùi. Xiết mông đùi bụng lại, tách đầu gối. Em nâng đầu lên em, đừng ngửa đầu, nâng đầu lên. Đúng rồi, duỗi vậy thôi. Xuống, hít sâu vào. Bốn lên, thở ra. Tay chân là bốn góc vuông. Tách đầu gối chân dây ra. Xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Xuống, hít sâu vào. Năm lên, thở ra. Tách ra, xiết bụng thở. Xuống, hít vào. Sáu lên, thở ra, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, tách ra. Rồi nhịp nè em, tách ra, nhịp, tách nhịp nè. Tách nhịp, một, hai, ba, xiết mông đùi bụng lại, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hạ xuống. Tê mông không? Tháo dây ra đi. Thẳng gối đứng hai bàn chân lên. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Trường người tới gập xuống hốc bụng thở ra. Trường dài người tới ép xuống thở. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới hốc bụng thở ra. Hít sâu vào.
Trương tới thẳng lưng đẩy mông ra xa, xích cái bụng lại thở ra. Đấy sao vào. Trương tới hớp bụng thở ra. Đấy sao vào. Lần nữa trương người tới é xuống hớp bụng thở ra, đẩy lùi mông ra sau. Trường dài lưng tới siết bụng é sau thở 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên hít sâu vào. Ngả tay xuống thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu. Hôm nay sáng có pha nước chanh mật ong uống không? Có dậy sớm là pha. Uống chanh mật ong cho nó thải độc em. Rồi, đứng lên. Cái này là cuối cùng mà con. Lên là mới bắt đầu á. Rồi sương sương rồi nằm xuống đi thư giãn. Tập điểm này là kéo level cô xuống rồi chứ cô không kéo level em lên được rồi. Hít sâu vào trụ chân trái, áp lòng bàn chân phải lên đùi trái, nắm bàn chân đạp vô đùi, mở đầu gối ra giữ khớp hông, tay chắp trước ngực thở chậm ra. Mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Rút rốn lại, xiết cơ bụng lại, hít thở đều. Đứng thẳng người, chỉnh người lại chút nữa. Đặt tay phải lên gối sau vào, vươn tay trái lên nghiêng người qua phải thở ra. Đạp chân vào nghiêng hông, thả lỏng tay vai, thả lỏng cổ, siết bụng thở ra. Giữ lại tập trung hít thở đều. Thả lỏng cơ mặt ra, mặt tươi cười lên. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng người lên hít sâu vào. Thả tay chân xuống thở ra. Thả lỏng tay chân. Cô biết bài đi em yếu nhất mà cô. Chính vì tôi nói tới em yếu á, về cái chân với lại yếu về cái thần kinh á, không có tập trung á, cho nên cô phải cho luyện thần kinh thép lên. Trụ chân phải hít sâu vào, áp lòng bàn chân trái lên đùi phải, nắm cổ chân. Cái tư thế đứng một chân, tư thế này là dễ nhất luôn. Rồi mở đầu gối ra, mở khớp hông ra cho khớp hông ngang nhau, đầu gối mở ngang ra không cụp về trước. Rồi nâng tay lên chắp tay trước ngực, thở chậm ra, siết bụng lại, giữ tập trung hít thở đều. Mặt tươi cười lên, đừng có căng thẳng, đừng chau mày, đừng nhăn trán, thả lỏng ra, hít thở, nhớ về người yêu cũ. Bài tập chân em cũng luyện nhiều lắm, không mà luyện không được. Rồi đặt tay trái lên gối hít sâu, vươn tay phải lên nghiêng người qua thở ra. Nghiêng mới thử thách hơn, tập trung vào giữ thăng bằng nào. Hít thở sâu, hít thở sâu vào, rút rốn xiết cơ bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng người lên hít sâu vào, thả tay chân xuống thở ra. Tối nào về cũng tập chân á, cô đứng vậy mà đứng không Tại nghề em, do nghề em ngồi nhiều quá đó, cho nên chân yếu do ngồi nhiều và cái cơ chân nó yếu. á. Hai chân mở rộng gấp đôi vai, mở rộng nữa chưa đủ à, mở chân rộng ra, rộng nữa chưa đủ luôn, rộng thêm gang tay nữa ra nữa chưa đủ.
mở mũi chân phải ra, rồi cho gót chân phải thẳng với lại mắt cá trong chân trái, hai tay dang ngang nhìn theo tay phải, hít sâu vào nhìn theo tay phải, tấn gối phải xuống gót vuông, xiết cơ bụng, thở ra đừng chầm đừng chầm đừng chầm, bắt đầu chầm rồi nè, trục người nè, trục người cô nè, thẳng đứng xuống chứ không có chầm tới, thẳng lại trụ chắc lại, xiết bụng thở lên, hít sâu vào chắc, xiết cơ đùi, cơ bắp chân, cơ bụng, tấn xuống thở ra, đúng rồi, đừng đẩy cái mông ra phía sau, em bắt đầu võng thắt lưng á, chuyên gia bị võng thắt lưng cho nên đau thắt lưng đó, lên hít sâu vào ba, thở ra, xiết bụng lại, thở ra, hít sâu vào, gồng vô thắt lưng rồi bốn, thở ra, đừng gồng thắt lưng, cột sống trục thẳng xuống, à cột sống phía sau thẳng hướng xương cột xuống, lên hít sâu vào năm, thở ra, xiết cơ bụng lại chắc lại, thở giữ năm, rút rốn vào bốn, rút vào thẳng người ba hai một, lên hít sâu vào, đóng mũi chân phải, mở mũi chân trái ra, rồi gót chân trái thẳng hàng với lại mắt cá trong chân phải, hai tay dang ngang, à, nhìn theo tay phải, nhìn theo tay trái, tấn gối trái xuống, thở ra, nhớ đầu gối gót vuông, không ngã về trước, cũng không lật ra, cũng không chồm tới, có chân bị gập nè, bị gập đầu gối, lật nó ra xí, lên hít sâu vào hai, tấn xuống, xiết cơ bụng thở nè, xiết bụng vô, xiết đùi, à xiết chắc cơ đùi nè, cứng cơ đùi, à, chắc cơ mông, lên hít sâu ba, thở ra, nhìn theo tay, xiết bụng thở, lên hít sâu bốn, thở ra, rút rốn vào, xiết bụng đừng võng thắt lưng đó, đang võng đó, rút rốn vào trả thắt lưng ra sau, lên hít sâu vào năm, xiết chắc cơ bụng thở ra, giữ lại nào, nhìn theo tay trái giữ năm bốn ba hai một, nâng lên hít sâu vào, hạ tay xuống, đóng mũi chân rồi thu chân về, thở ra thả lỏng, hít thở sâu vào rồi nằm xuống Sung đi. Tập mà cứ đợi nằm thử thử sắp chết không à, tập mà cứ đợi muốn chết không à, chết rồi. Hai chân duỗi thẳng, đặt gót chân đứng bàn chân lên, hai tay đan sau gáy, rút rốn xiết cơ bụng, ép thắt lưng xuống sàn, thở hết hơi ra, hít sâu vào, từ từ nâng đầu, nâng vai, nâng lưng lên, xiết bụng, mắt nhìn về bụng, thở ra, chân đặt xuống sàn em, đặt cái gót chân xuống sàn, tay đan sau gáy, tay đan lại đặt ở sau gáy, rồi nâng đầu lên, à, sướng hít sâu, tay đỡ cho không bị mỏi cổ thôi, không kéo rịch đầu mà phát lực ở cơ bụng, gồng chắc cơ bụng và toàn bộ, à, gồng cơ bụng đi lên, còn đầu vai mình không có dùng lực vào, lên xiết cơ bụng thở ra, hít sâu, hạ từng rốt sống trở xuống, ba lên, gồng bụng và từng đốt sống cùng lên, thở ra, hít sâu, hạ chậm 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 xuống, bốn lên, thở ra, xiết cơ bụng lại lên, xuống hít sâu, năm lên, thở ra, xiết bụng đi lên, xuống hít sâu, sáu lên, thở ra, lên nào, xuống hít sâu, bảy lên, thở ra, gồng chắc bụng lại lên, xuống hít sâu, tám lên, thở ra, xuống hít sâu, chín lên, thở ra, xuống hít sâu, mười lên, xiết cơ bụng lại, nâng đầu vai lưng lên, xiết sâu, thở 10 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1. Hà xuống thở sành. Bấm hai khuỷu tay nè, tay xuôi theo thân tập con cá. Thở hết hơi sành. Bấm hai khuỷu tay hít sâu vào để căng lồng ngực lên. Ngửa đầu ra sau đặt đỉnh đầu xuống sàn. Căng cuống họng thở ra. Đỉnh đầu chịu sàn. Đẩy cao lồng ngực lên vai, mở và nâng tay lên chắp tay trước ngực. Giữ lại tập trung, hít thở đều, siết chắc cơ bụng lại đi nào. Kéo căng cuống họng, mở căng vai, căng lồng ngực, tăng dung tích không khí đi vào phổi. Cải thiện hệ hô hấp, lọc sạch phổi, hít thở sâu vào đi. Ấn khuỷu tay xuống, hít sâu vào, nâng đầu lên, nâng đầu duỗi thẳng cổ ra, rồi đặt đầu xuống thở ra. Thả lỏng tay chân, hai chân mở rộng bằng vai, tay xuôi theo thân 45 độ, rút rốn vào, ép thắt lưng xuống, siết cơ bụng lại, nâng tay chân lên vừa cách sàn. Rút rốn siết chắc cơ bụng, nâng tay chân lên, duỗi căng 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 căng, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, từ từ xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ, cầm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra. Thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu, thật sự thư giãn thả lỏng. Tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hay hô đến đâu tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hô đến đâu tâm trí tập trung vào đến đó, cảm nhận thật sâu vào, mở hai chân ra rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, duỗi thẳng cổ ra, mắt khép lại nhẹ nhàng hướng tâm trí vào cơ thể, cảm nhận thật sâu vào, lời dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào đến đó, để điều khiển thả lỏng ra, không suy nghĩ ra bên ngoài cơ thể. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, mười đầu ngón chân đang ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào, hai chân đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, cơ
mong cũng đang được thư giãn thả lỏng, sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng, cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên, sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa khắp cơ lưng, hơi ấm lan tỏa vào tất cả các cơ quan nội tạng, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng và ấm dần, hơi ấm lan tỏa 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn thả lỏng và ấm dần lên, cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể, hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng và tròn, hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy, hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai, gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần lên, ấm dần lên và được thư giãn hoàn toàn, một cảm giác thật dễ chịu đang lan tỏa ra khắp vùng vai, gáy, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp, hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp hơn, thần kinh của tôi đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, tâm trí của ta thật là thư giãn, thư thái dễ chịu, cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể của tôi đang ấm dần lên, thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân, cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể tràn ngập một năng lượng mới tích cực, cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sức lực đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài, cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi, trí nói với chính mình đi nào, tâm trí đang nói với chính mình, cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài, từ từ tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Từ từ nhúng nhích các ngón tay ngón chân, nhúng nhích bàn tay bàn chân, đánh thức cơ thể, hai chân khép sát, hai tay đan lại, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu, giữ căng từ mặt chân cho đến mặt tay, co chân trái lại đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải lại chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co hai gối lại, hai tay chống xuống đỡ người và từ từ ngồi lên, massage trán, massage
Massage mắt. Rồi thẳng lưng lên, vươn dài đỉnh đầu lên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và thư thả. Vuốt từ dưới hai rãnh cười vuốt xuống và kéo ngược lên thái dương. Vuốt sao tay phải xuống dưới cằm và ngược lại. Massage tất cả các dây thần kinh đi ngang qua cổ và đánh bay cái phần mở rộng cằm. Gương mặt thả lỏng và thư thái. Rồi, mời cả lớp nghỉ. Chúc tràn đầy năng lượng. Nay tập cái ê ê mông ê ê đùi nha. Dạ. Dạ Cái bài tập dây nó cô làm cái chân của mình đó.